Lúc đó hai người mới bình tĩnh trở lại, trạm không gian bắt đầu tiến hành lần thử nghiệm tiếp theo. Nhà văn khoa học viễn tưởng nổi tiếng Mark đang trả lời phỏng vấn. Ông lo lắng sự vận hành của máy gia tốc sẽ xé khoảng không gian giữa các vũ trụ khác nhau, thậm chí là xuất hiện quái vật khủng bố. Tuy rằng nhà khoa học viễn tưởng vô cùng lo lắng, nhưng chỉ huy vẫn ra lệnh kích hoạt máy gia tốc. Điều khiến mọi người vui mừng là cuối cùng bộ máy gia tốc cũng đã chạy thành công và tạo ra nguồn năng lượng ổn định. Nhưng trong lúc mọi người đang hào hứng thì hệ thống đột nhiên bị quá tải. Trạm không gian phát ra tiếng động mạnh và họ phát hiện ra nhiều chỗ bị trục trặc. Thấy vậy, Smith và Colin tham bèn sử dụng hệ thống thông gió để sửa. Nhưng mọi người nhanh chóng phát hiện trái đất đã bị đá văng mất. Phi hành gia người Nga cho rằng rất có thể hệ thống định vị của trạm không gian đã xảy ra lỗi và phải hồi chuyển lại lõi máy thì mới định vị lại được trái đất. Nhưng phi hành gia Eva nhanh chóng phát hiện lõi máy đã biến mất. Rất nhanh sau đó, trong tàu lại phát ra một âm thanh to lớn. Mọi người lần theo âm thanh đó và nhìn thấy. Lúc đó hai người mới bình tĩnh trở lại, trạm không gian bắt đầu tiến hành lần thử nghiệm tiếp theo. Nhà văn khoa học viễn tưởng nổi tiếng Mark đang trả lời phỏng vấn. Ông lo lắng sự vận hành của máy gia tốc sẽ xé khoảng không gian giữa các vũ trụ khác nhau, thậm chí là xuất hiện quái vật khủng bố. Tuy rằng nhà khoa học viễn tưởng vô cùng lo lắng, nhưng chỉ huy vẫn ra lệnh kích hoạt máy gia tốc. Điều khiến mọi người vui mừng là cuối cùng bộ máy gia tốc cũng đã chạy thành công và tạo ra nguồn năng lượng ổn định. Nhưng trong lúc mọi người đang hào hứng thì hệ thống đột nhiên bị quá tải. Trạm không gian phát ra tiếng động mạnh và họ phát hiện ra nhiều chỗ bị trục trặc. Thấy vậy, Smith và Colin tham bèn sử dụng hệ thống thông gió để sửa. Nhưng mọi người nhanh chóng phát hiện trái đất đã bị đá văng mất. Phi hành gia người Nga cho rằng rất có thể hệ thống định vị của trạm không gian đã xảy ra lỗi và phải hồi chuyển lại lõi máy thì mới định vị lại được trái đất. Nhưng phi hành gia Eva nhanh chóng phát hiện lõi máy đã biến mất. Rất nhanh sau đó, trong tàu lại phát ra một âm thanh to lớn. Mọi người lần theo âm thanh đó và nhìn thấy. Lúc đó hai người mới bình tĩnh trở lại, trạm không gian bắt đầu tiến hành lần thử nghiệm tiếp theo. Nhà văn khoa học viễn tưởng nổi tiếng Mark đang trả lời phỏng vấn. Ông lo lắng sự vận hành của máy gia tốc sẽ xé khoảng không gian giữa các vũ trụ khác nhau, thậm chí là xuất hiện quái vật khủng bố. Tuy rằng nhà khoa học viễn tưởng vô cùng lo lắng, nhưng chỉ huy vẫn ra lệnh kích hoạt máy gia tốc. Điều khiến mọi người vui mừng là cuối cùng bộ máy gia tốc cũng đã chạy thành công và tạo ra nguồn năng lượng ổn định. Nhưng trong lúc mọi người đang hào hứng thì hệ thống đột nhiên bị quá tải. Trạm không gian phát ra tiếng động mạnh và họ phát hiện ra nhiều chỗ bị trục trặc. Thấy vậy, Smith và Colin tham bèn sử dụng hệ thống thông gió để sửa. Nhưng mọi người nhanh chóng phát hiện trái đất đã bị đá văng mất. Phi hành gia người Nga cho rằng rất có thể hệ thống định vị của trạm không gian đã xảy ra lỗi và phải hồi chuyển lại lõi máy thì mới định vị lại được trái đất. Nhưng phi hành gia Eva nhanh chóng phát hiện lõi máy đã biến mất. Rất nhanh sau đó, trong tàu lại phát ra một âm thanh to lớn. Mọi người lần theo âm thanh đó và nhìn thấy. Lúc đó hai người mới bình tĩnh trở lại, trạm không gian bắt đầu tiến hành lần thử nghiệm tiếp theo. Nhà văn khoa học viễn tưởng nổi tiếng Mark đang trả lời phỏng vấn. Ông lo lắng sự vận hành của máy gia tốc sẽ xé khoảng không gian giữa các vũ trụ khác nhau, thậm chí là xuất hiện quái vật khủng bố. Tuy rằng nhà khoa học viễn tưởng vô cùng lo lắng, nhưng chỉ huy vẫn ra lệnh kích hoạt máy gia tốc. Điều khiến mọi người vui mừng là cuối cùng bộ máy gia tốc cũng đã chạy thành công và tạo ra nguồn năng lượng ổn định. Nhưng trong lúc mọi người đang hào hứng thì hệ thống đột nhiên bị quá tải. Trạm không gian phát ra tiếng động mạnh và họ phát hiện ra nhiều chỗ bị trục trặc. Thấy vậy, Smith và Colin tham bèn sử dụng hệ thống thông gió để sửa. Nhưng mọi người nhanh chóng phát hiện trái đất đã bị đá văng mất. Phi hành gia người Nga cho rằng rất có thể hệ thống định vị của trạm không gian đã xảy ra lỗi và phải hồi chuyển lại lõi máy thì mới định vị lại được trái đất. Nhưng phi hành gia Eva nhanh chóng phát hiện lõi máy đã biến mất. Rất nhanh sau đó, trong tàu lại phát ra một âm thanh to lớn. Mọi người lần theo âm thanh đó và nhìn thấy.